Mình sẽ đi ăn hả? Đói quá rồi đúng không? Con sẽ đi ăn cơm trắng. Để ăn cái hướng này. Ủa? Hướng này cũng đi được mà. Đó, hướng đó. Xa lắm mẹ ơi. Con nhớ đường à? Ăn để cho có sức khỏe đúng không? Mẹ đang chép bơ. Rồi, rồi, để mẹ làm cho nào. Thương cáo lắm hả? Thương cáo lắm hả? Thương cáo lắm hả? Mẹ thương con chứ. Mẹ thương mẹ mới làm cho Bi nè. Ngon không? Mình chấm với người ăn. Con có muốn đi thi không? Ừ. Con chấm xong con phải ăn hết không? Chắc không? Rồi xong con tự ăn nha. Ủa con ăn xong rồi trong con mới nói là dở ẹc là sao? Ăn gần hết rồi mà. Ngon hơn cái kia. Ăn thử trước đã. Đây là dâu. Ủa trước xong rồi. Đến gì ta? Rồi. Sữa chua nếp cẩm, đây sữa chua thường. Không biết. Không biết. Bây giờ con phải làm gì? Để lấy giấy. Trời ơi, trong tay con lại cầm một cái thìa kìa. Sao mà giống sữa chua nhà mình với người ta? Bỏ tay. Bỏ tay. Trả lời. Trả lời. Ăn hết đi con. Ăn hết đi Bi. Bi nhìn này. Bi nhìn mẹ dậy này. Con thấy gần hết rồi đúng không? Con phải vét như này nào. Mình mẹ vét. Không được ăn thừa. Mình vét hết lên.
Đó, hiểu chưa? Nào, Bi nghe lời mẹ này, nhìn này. Lần sau á, đồ mà rơi xuống đây này, Bi, đồ mà rơi xuống đây nhìn mẹ, lấy giấy lau, gập vào và không có được ăn, hiểu chưa? Đồ rơi xuống là bẩn rồi. Con sẽ ăn cầu. Woo!
Xin mời âm nhạc cho vũ điệu Samba. Các vận viên chuẩn bị âm nhạc, bắt đầu. 5, 6, 7, 8, 1 and 2. Sàn đấu á, Kubi lúc đầu thì rất hăng, nhưng mà khi bước vào sàn rồi và trọng tài sẽ nói là âm nhạc bắt đầu thì Kubi sẽ gãi bông và bỏ vào. Đó là nếu mà như thế thì rất là xấu hổ. Nhưng mà bây giờ Kubi đã chiến thắng được bản thân mình và thi được hai điệu là điệu Paso và Samba. Hẹn gặp lại vào những nội dung tiếp theo sẽ còn gay cấn nữa, nhưng mà mình sẽ thay đồ cho Kubi. Đó, cho nên là bây giờ vừa mới mặc bộ màu trắng xong đúng không? Ngày mai sẽ mặc đồ đẹp hơn nha. Xin mời hai bạn đứng ra giữa sàn.
hai bạn cố gắng nghiêm túc đừng cười bởi vì đây là điệu passo. Trước khi đến với phần thầy trò, chúng ta sẽ cùng xem phần thi gọi là đặc biệt, không có số báo danh, không có đăng ký. Âm nhạc cho điệu passo bắt đầu. Đại loại là Cubi là thế này này. Xin chào các bạn, mình đang ở trung tâm Khánh Thi Academy. Mình sẽ tập nhảy và mình là con trai và mình sẽ thành công.